kênh Kim Tiền Vlog của mình thì hôm nay Tiền và con gái Tiền đi hồ bơi, Tiền dẫn con gái đi bơi và bây giờ Tiền đã đến nơi cái hồ bơi thì ở đằng kia. Bây giờ Tiền và con gái sẽ vào đó bơi và quay cho các bạn xem nha. Bây giờ Tiền đã đi vô tới, bây giờ sẽ mua vé và vô bơi nha. Đây con gái Tiền á, nó mặc đồ bơi vô sẵn rồi nè. Mình gửi đồ ở mấy cái tủ đằng đây nha. Còn bên đây là toilet, có toilet nữ và toilet nam luôn nha. Rồi bây giờ Tiền sẽ bỏ đồ rồi đi vô nha. Gái Tiền nó mặc đồ bơi rồi, bữa nay trời nắng quá chắc là Tiền không có bơi đâu. Tiền cho mấy xu bơi thôi, bây giờ Tiền với mấy xu cứ đi vô nha. Bây giờ đi vô trong rồi mặc hồ bơi thì nói chung là bữa nay cũng không có ai bơi nhiều. Bữa nay là cũng không có nắng nữa, mát. Mình bơi như vậy là sẽ không có bị ăn nắng. Phía trên là có dựng cái lưới á, cho nên nó rất là mát nha. Rồi bé Xu quay lại coi. Bé Xu nè. Bé Xu lại cười coi bé Xu. Đâu lại phỏng vấn chút coi. Nay con đi đâu vậy? Bơi. Mà con có biết bơi không? Biết. Cười coi, trời ơi, cười dễ thương như vậy. Đâu đứng xa xíu rồi. Đâu đứng xa xíu làm đủ kiểu rồi. Trước khi bơi mình vận động nghe, mình tập thể dục nha. Tập thể dục đi, tập thể dục. Con vận động đi. Biết bài tập nào mình tập đi. Vận động trước khi xuống bơi. Lại kia đi, lại kia đứng đi. Gái Tiền nó xuống bơi rồi nè. Bơi mà không chịu cục tóc luôn. Điệu hết sức không? Chỗ này là dành cho nít. Ở đằng kia thì sâu hơn nha. Bé Xu ơi. Ôi, đi ghép nè. Ghen mà không? Đi lên mình luôn kìa. Có chân té đó nghe con. Rồi kệ bé Xu lên chuột luôn kìa. Con tuột cái đó không sợ đâu bé Xu. Xu ơi, con tuột cái đó con sợ không? Hồi nhỏ ha, Tiền nhắc đi ha, tuột cái đó lại sợ lắm đó. Bây giờ hết sợ rồi. Con gái của Tiền là nó bơi ở đằng kia rồi. Thì đứng Tiền là vừa quay phim vừa xem chừng bé Xu. Nói chung là bữa nay trời cũng không có nắng luôn cho nên là cũng mát. Nè uống sữa đi lại bơi tiếp nè. Nãy giờ mệt không? Trời ơi, cái ngón tay á nó nở thừ lừ ra luôn rồi hả? Nhìn mặt lên coi. Hồi nãy nhớ đẹp lắm mà. Cười coi Xu. Nè uống không? Con quay đây nè, con nhìn đây nè. Đứng đó uống đi. Giờ đi về nha. Trời ơi, không chịu về luôn các bạn ơi. Con uống hết chưa? Dạ hết rồi. Đấy hả?
đâu bơi sao đâu. Không biết bơi lội không à, đi vậy đấy chứ không có lúc bơi. Không biết là bé Su nó bơi kiểu gì luôn nè các bạn. Bơi gì kỳ vậy, này giống như là phá nước chơi á, không phải bơi đâu. Để hôm nào mẹ mướn thầy hay cô gì dạy con bơi nha, hiểu không? Tạo dáng khác rồi bé Su. Hay mình lợi cái hồ sâu chút xíu bơi được không? Không. Sợ hả? Bơi gì kỳ vậy? Cô đi bơi mà không biết là bơi gì nữa. Tao nằm xuống luôn coi. Sợ nước mà bơi hả? Nãy giờ bé Su nó tắm bây giờ nó mới lại nè. Rồi tóc tai nè các bạn, nhìn nè. Ôi ôi. Này đâu này, nãy giờ con bơi vui không? Vui. Nãy giờ bơi sao? Quá đã luôn. Nãy giờ bơi có một mình luôn. Mát không? Mát. Ôi thật ra nó nổi bàn tay nè các bạn. Nổi lù lù lên luôn nè. Tại vì á mình bơi dưới nước là nó sẽ nổi cái da nè ha. Dạ. Vui không? Vui. Trời ơi. Tay chân lạnh ngắt hết trơn rồi. Vậy là bữa nào mẹ sẽ dắt con đi bơi nữa nha. Dạ. Mát không? Đâu diễn tả cái cảm xúc cho các bạn coi coi. Cái cảm xúc mà nó vui mà nó lạnh sao? Lạnh mát mát bạn đã. Sao? Rồi, tóm lại là con có biết bơi không? Biết. Hồi nãy giờ chơi đã luôn ha. Trời từ từ quá đã luôn. Trời ơi, cái bàn tay kìa, bàn tay xinh hết xinh luôn rồi. Hồi nãy giờ là bé Su nó bơi cũng khá là lâu rồi á. Bây giờ chắc là tiền với bé Su sẽ đi về. Để bữa nào tiền sẽ chắc bé Su đi bơi tiếp. Và bây giờ thì tiền xin kết thúc video. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của tiền ngày hôm nay. Các bạn thấy hay hãy cho tiền một like, một subscribe, một share để ủng hộ kênh của tiền. Và bây giờ thì bye bye.